Ok, hôm nay em. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một con game mới. Thực ra là mang tính giới thiệu là nhiều hơn là chơi. Tại con game này lúc trước tôi đã thử qua một lần rồi. Đây, game này có tên là May of Em Gai. Đây là cái trang template của họ. Game này lúc trước nó đã ra mắt vào cái thời điểm là cuối năm 21, 18 tháng 11 năm 2021. Thì đến tháng 2 gần đây đó, nó đã ra cái phiên bản là 1.0 đầy đủ, coi như là kết thúc giai đoạn Early Access. Bây giờ chúng ta coi thử cái trailer đi. Có hai thế giới để mình khám phá khoảng hơn 100 km vuông, đó là hai cái bản đồ nè. Anh em có thể thấy là chiến tranh giữa các phe phái rất là nhiều luôn. Tuy nhiên đó là cái giai đoạn mà late game rồi đó. Chúng ta có thể cưỡi gấu nè, cưỡi ngựa nè, đẩy cái xe máy bắn đá nè, rất là nhiều thứ. Thậm chí là có thể support viên cho một cái server để anh em có thể chơi luôn. Đây, phiên bản 1.0 hiện đã có mặt trên Steam. Anh em mà chơi hiện tại thì có hai cái bản đồ như cái đoạn mà đã giới thiệu đó. Cái bản đồ thứ nhất là bản đồ mặc định của game. Bản đồ thứ hai là cái DLC miễn phí này. Anh em nếu như có mua game á thì cũng nên nhận luôn cái DLC miễn phí. Nó có cái bản đồ rất là tuyệt vời luôn, gồm rất là nhiều mấy cái mà dùng đất luôn nè. Tôi không biết cái bản đồ này nó có xịn sò hơn cái bản đồ đầu tiên không, tại lúc trước tôi chơi lâu dữ lắm rồi, là chơi cái bản đồ thứ nhất mà chưa có cái này. Gần đây thì cái bản đồ này mới ra mắt gần đây thôi đó. Game thì vừa mới ra mắt phiên bản 1.0 nên lượng người chơi rất là đông nha, hiện gần 30.000 người đang chơi trên mà Steam nè. Con số nó thành công đó, 30.000 là không thấy thấp đâu. Nè, console nộp đồ Forget thì cũng mới 33.000 nè. Game này cũng vừa kết thúc giai đoạn Early Access thì chỗ này luôn. Last Resort thì khỏi nói rồi, game này thì nó quá thành công. Nightingale thì cũng xem với con May of Em Gai này. Mặc dù Nightingale thì nó mới ra mắt. Rồi, bây giờ chúng ta vô thử game chơi. Game này tiến độ nó rất là chậm nha, nên tôi sẽ chơi ở một cái chế độ tùy chỉnh riêng. Khi đó là mình có thể là can thiệp sâu vào con game, như có thể teleport tất cả cái vùng bản đồ nè. Rồi ngoài ra thì có thể gọi tài nguyên xây dựng gì rất là nhanh gọn luôn. Nên chủ yếu là giới thiệu với anh em là chính. Tại vì con game này mà anh em muốn trải nghiệm hầu hết cái content đó, là khoảng 4-5 tiếng đầu là chỉ có đi lấy tài nguyên rồi xây nhà thôi. Rồi khoảng là 5-10 tiếng sau đó thì mới bắt đầu đi vô khám phá con game. Tốn khoảng 20 giờ chơi đầu tiên á thì mới nhõng nhõng trong cái khu đó, nên bây giờ tôi sẽ làm nó nhanh gọn hơn tí, gửi đến người chơi. Bây giờ em gái sẽ có bảo trì vào 22 đến 23 giờ UTC. 22 đến 23 giờ UTC là tầm rạng sáng lận rồi, không sao hết. Mình có thể tham gia một cái sự kiện lồng đèn gì nè. Đây, cũng ổn phết nha. Còn đây là server, mở một số cái server mới cho chúng ta. Server Asia thì có rất nhiều lắm. EU với NA ít hơn. Con game này bối cảnh châu Á rất là nhiều. Game này nó tương đối nặng nha, nên anh em vô mà phần setting game á, phải là setting nó chuẩn chỉ hơn tí. Cái phần display là anh em nhìn mỗi cái phần setting game thôi mà nó bao nhiêu cái tùy chọn nữa nè. Nên em nào muốn tham khảo cái setting của tôi thì cứ comment đi, tôi để là cái setting riêng nó ổn áp hơn tí. Tất nhiên là nó không phải chuẩn chỉ rồi, con máy tôi thì nó cũng không có mạnh cho lắm. Rồi bây giờ chúng ta có rất nhiều tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên thì server của nhà phát hành, mình có thể vô đây thoải mái luôn chơi chung với những người khác, nhưng mà tôi làm chơi game offline thôi. Đây là cái server của mình custom. Game này thì có là mua trên cửa hàng nha, nhưng hầu hết nó là mấy cái skin vật phẩm thôi, hoặc là mấy cái tiền can thiệp thôi. Nó cũng ảnh hưởng một chút đến mà BB hay là BBE gì không thì tôi cũng không rõ. Nghèo như tôi làm gì có tiền quan tâm bá đó. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái server riêng. Đây, đặt tên là New. Đây là chế độ BBE nha, để 3 người thì chơi single player thôi. Đó. Cái này là mình optimize player là chỗ nào tính từ cái nhân vật của mình á ra cái phạm vi 150 mét xung quanh á,
thì mới bắt đầu render. Thì nếu như anh em muốn thì bật cái tỷ chọn lên, nó sẽ mà đỡ lót hơn rất nhiều luôn đó. Còn anh em không cần thì cũng không sao, này đổi luôn đi thành file save. Hiểu. Sống đổi được ta. Tôi cũng thử cái map mới coi nó có cái gì khác không. Có cái map mới là Yong Hao nè. Cái map này là trong cái DLC miễn phí á. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Tạm thời trong lúc nó load thì tôi phao lại tí. Ok, bây giờ chúng ta đã vào game, bắt đầu cái phần tạo nhân vật. Có hai nhân vật nam nữ, có rất nhiều cái khuôn mặt kiểu tóc luôn. Đây, chúng ta tạo nhân vật nữ đi. Đầu tiên là cái body. Cao lên tí, cơ bắp lên tí. Cái này là cái độ bẩn trên cái cơ thể. Thực tế mà mình sinh tồn mà da ngâm tí. Rồi bây giờ qua cái khuôn mặt. Khuôn mặt thì chỉnh rất nhiều thứ, mấy cái này thì tôi bó tay rồi. Chỉnh kiểu tóc thôi. Kiểu tóc mình có rất nhiều nha. Ngộ phết đó chứ, để trước để mấy ngón mà sau để đuôi gà nè. Kiểu này thì nó bồng bềnh hơn. Nhưng mà thời trung cổ thì ít ai để kiểu đó lắm. Kiểu này thì nó hoàng tộc hơn nè. Kiểu này không phải thời trung cổ nữa. Kiểu này giống thôn nữ dân lành hơn. Này có thêm cái khăn hả? Đuôi gà. Tóc xõa bình thường. Tóc tết một bên. Tóc buộc một bên đi, để như thế này đi. Màu thì chắc là cho nó cái màu tươi một tí. Rồi, như thế này không có gâu. Bây giờ lên nhân vật. Còn chỉnh được gì nữa không ta? Hình xăm hả? Ngon. Này muốn xăm hình gì? Xăm hình rồng không? Con rồng sao mà dài thon như này á? Xăm ở đây kỳ lắm. Chết rồi xóa sao vậy? À dấu trừ bên đây, trời thiết kế cái dấu trừ kìa. Xăm bên tay trái đây, không có xăm tay phải. Xăm bên tay trái. Một cái hình xăm nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Cái này là chữ gì đây? Cái đó, cái bông rồi đi. Nhưng mà nó bị kéo giãn quá nè. À mình có thể chỉnh vị trí nữa nè, xây luôn nè. Dôm chiều dọc chiều ngang nè. Đó, xăm cái hình nhỏ nhỏ thôi ha. Rồi. Trên cái chân tay trái rồi thì chân phải. Đây chân phải đây. Thêm cái hình xăm trên bắp đùi luôn cho nó chất. Gắn. Được chưa? Lên tí nữa ha. Cho nó ngầu lên. Rồi, ok. Ngon nghẻ, chế độ này thư giãn giải trí tận hưởng là chính. Ồ. Sao tiếng Trung không gì nè. Bản đồ 100.000, 100 km vuông lên là nó rộng khủng khiếp luôn á. Nó ngay khúc cua này đi ha. Thôi tiếng Trung là tôi cũng chả biết nữa. Nên vô game. Mình sẽ trải nghiệm mà cái này sớm thôi. Rồi ok. Classic mod là mình đánh theo bốn hướng. Noe mod, Classic mod, cái này là cái độ khó. Con game này hệ thống vũ khí là chiến đấu của nó, anh em nhìn nó nhàm nhưng mà nó rất là khó nha. Nên chuyển qua chế độ 8 này, rồi tôi chuyển chế độ 8 luôn đi để anh em trải nghiệm cái độ khó với chân thực của nó. Mình đang ở đâu đây? Đồ họa này thì tôi cố gắng là setting cái mức này rồi. Anh em đừng có nghĩ lên cấp vèo vèo như là nó nhanh. Đó. Anh em thấy là lên cấp nó vù vù không? Nhưng mà nó không có nhanh đâu. Đầu tiên thì mình cứ đi hái cỏ đó. Thung lũng này cũng đẹp quá ha. Mình kiếm cái bãi đất xây nhà đi.
Rồi bây giờ là thu nhập được 50 cỏ, nhấn nút X để nhận. Nó có cái quest này nè, quest nó chia rất nhiều loại nha. Anh em mà chơi online á thì ưu tiên làm mấy cái quest ngày chứ từng này. Còn bây giờ tôi làm thì cái quest này trước tiên. Bây giờ xong cái nhiệm vụ lấy là 50 cỏ nè, nhấn E để thu nhập cỏ, mình được 50 rồi, nhận. Đó, nhiệm vụ thứ hai là nhấn Y lên gáp là 15 cái cọng dây thừng. Nhấn Y lên kho đồ của mình đây, mình chọn dây thừng gáp. Gấp hết luôn. Gấp đồ thì nó chạy ở đây. Rồi sau đó thì mình vô cái chỗ này, mình nâng ra thành kêu. À nó cũng có cái web luôn nè. Mission. Đó, cái web của mình nó yêu cầu là vô cái bảng ta lần kêu là cái bảng cột thứ hai này nè. Anh em nhìn thấy cái dòng ngang này nó một đống luôn thấy không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 cái gì đó. Đó, 18 cái. Mỗi cái nó lại còn một đống cái nhỏ nhỏ nữa nè. Bây giờ mở cái bảng tấm bình kia ra là cái cột thứ hai, sau đó chọn những cái là mình muốn nâng cái kinh nghiệm lên. Cái nâng kinh nghiệm này tức là đây là như anh em là có năm cái hệ thống chính nè đó, sức mạnh nè, tốc độ nè, sát thương vật lý đồ này, trí tuệ rồi quyến rũ rồi nè, lãnh đạo rồi đó. Ví dụ đầu game là thường á người ta sẽ đi farm rất là nhiều như đập đá trồng cây như tôi nè, thì sẽ chọn cái Lumberlin này. Cái tỷ lệ này đang 1.0 nè, khi mình nhấn mình cho nó là tăng cái kinh nghiệm lên thì mình bấm vô cộng ở đây. Mình thì hiện đang có 9 con rồng nè, lên cấp á, thì anh em sẽ được cái này. 9 rồng này mình bấm vô đây. Đó, tăng cái kill point vô cho cái hiệu ứng chặt cây của mình. Tức là bây giờ mình đi chặt cây là cái ống kinh nghiệm của cái việc chặt cây này nó tăng lên 1.43 lần. Thì mình cộng được tối đa 5 điểm nữa, cộng thêm điểm nữa nè. Đó lên 2 lần rồi đó. Thì đầu tiên là mình có đập đá trồng cây với đào rất là nhiều luôn. Với mà gáp gáp với bùi đó là tôi sẽ tăng 2 điểm vô phần gáp nữa, tăng 2 điểm vô phần bùi. Nói chung đầu game em làm cái gì nhiều thì tăng vô cái đó, còn lại 3 điểm thì chắc tăng vô cơ chế chiến đấu, nhưng mà bây giờ chưa cần. Chiến đấu thì chắc tôi chơi cái vũ khí một tay thôi, nên tăng trước 1 điểm đi, từ từ tí nữa mình có sao. Như phần này chắc tăng thêm tí vô phần đào. Cái này là cái gì ta? Cái này máu tối đa cũng tăng luôn, lên được thì tốt. Thì nó giống như con BOE vậy á, có cái giống như mà mấy con mà dạng kỹ năng đang kêu đó. Anh em nhìn cái ống ấy nè, level 7 nè, thì nó có là cái chỉ số kinh nghiệm anh em đủ mà level 75 á mới học được cái kỹ năng thứ hai, lên tới gần 1.000 á như đây nè mới học được kỹ năng cuối. Nên em đừng có nghĩ mới vô nó tăng gần chục level là nhiều, thực ra như vậy là nó rất là chậm luôn á. Đó, bây giờ tăng hết điểm nè. Bên đây cái phần gáp này á thì anh em học mà chế độ thì ở đây nó cũng rất nhiều loại luôn đó, anh em có thời gian nghiên cứu. Cái lượng content con game này phải nói là khủng khiếp luôn á. Đây như bây giờ thì mình cơ bản là mới vô, nó cho mình cái đuốc, mấy cái rìu đồ đập đá rồi cái dây thừng nữa. Mình học cái thứ hai level 12 mình tốn một cái điểm này, mình học cái này thì được thêm cái liềm cắt cỏ với mà cây dao. Dao này dạng như chặt thịt thu tài nguyên vậy á. Đó, mình được 2 cái nữa. Cái tool đây thì có cái campfire nè, cái này bắt buộc phải học này. Anh em chơi mấy con game sinh tồn là biết cái campfire gì. Ở đây thì mình học được cái máy dệt để chế tạo cái linen là dạng như tấm vải á. Mình qua đây, mình học thêm một số cái máy dệt nữa. Đây. Cũng là tương tự như cái này thôi. Cái này thì mình có cái ví tiền để dùng tiền, con game này tiền rất là nhiều nha. Này bên dưới là câu cá, còn cái này là cái máy xây công trình. Rồi mình xong cái cơ bản rồi. Bên này là cái gai, cái gui. Cái gui này thì anh em chơi PvP với chơi cái phần offline này cũng hên xui lắm. Nó rất là nhiều công việc luôn. Sau này thì như cái nãy anh em coi bên cái ta lành này đó, có rất nhiều thứ nè. Nên thường trong cái gui á, mỗi người đảm nhận một vai trò. Bên này là những cái con thú cưỡi của mình, dạng như chiến đấu, xây dựng rồi rất là nhiều thứ luôn. Bên này là những cái kỹ năng mình xài cái nào nhiều á thì cái đó nó lên cấp dần dần như vậy. Cái này những cái thành tựu liên quan đó, mình làm đủ mấy cái này thì được cái thành tựu thôi. Này sự kiện thường cho online á, còn cái này là những cái phe phái hay là cái gì tôi không biết nữa nè, chưa đủ trình đến đó. Cái này ghi lại những gì mình đã làm thôi. Như anh em chơi offline thì anh em trong cái thời gian off nó vui, nó làm được cái gì đó, anh em vô coi lại. Này những cái sự kiện mà chưa có đâu. Bây giờ tôi tăng một số cái cơ bản này đó. Cái này là cái xây cái nền gỗ, thì mấy cái này là bắt buộc rồi, nên mình cứ học hết trước đã. Nó tốn chỉ có 1 điểm thôi.
Sau này thì lâu lắm anh em mới được học tiếp nên cứ yên tâm, ban đầu thì tốn thời gian tí. Tôi thì không chơi cung nha, con game này bắn cung nó cực kỳ khó luôn, chứ không phải là anh em bắn vô thả ra. Nó ảo đến mức mà cực kỳ ảo diệu luôn á. Rồi bên đây là giáp, giáp thì cơ bản mình mới có mấy cái ban đầu thôi. Bên này là dạng như là bắt ngựa nè, cái ngựa này quan trọng nè. Thì tí nữa gặp ngựa mình mới bắt được. Chế thuốc, chế thuốc thì ban đầu ít tài nguyên lắm, anh em chưa có chế đâu. Cái này là dạng xe thồ hàng, anh em như xe kéo, xe ba gác đâu á, nó để đi đi công thành đâu. Còn cái này là dạng như là cái gì decor á, mang tính trang trí cho căn nhà. Cái này lên level 50 mình mới học được. Nói chung là xong giai đoạn ban đầu đó. Nhiệm vụ mình đã xong cái nhiệm vụ là gáp 15 cộng dây từ nên nhận tiền. Cái nhiệm vụ thứ hai là học cái skill hồi nãy rồi đã học xong nhận luôn. Nhiệm vụ thứ ba bây giờ đi đập đá nè, thu nhập được một cái sáo này với mấy cái cây gỗ. Thì cơ bản mình vẫn chế mấy cái này thôi. Đi nhặt mấy cái cây đó. Nhấn M trên bản đồ, chọn cái phần đánh dấu. Đánh dấu đại ở vị trí nào cũng được. Đây nè. Đó, xong mình cứ đánh dấu thôi. Ở đây có mấy con hươu thì mình chưa có săn nó được đâu. Mình đi lượm mót đã, con game này đồ đạc nó rớt ở ngoài đường rất nhiều luôn. Nên em cứ lượm thoải mái. Lượm đồ thì tất nhiên là nó cũng lên cấp nữa. Rồi đây, bây giờ sẽ gắp được một cái cây, chặt cây với đập đá, hai cái kiến thức cơ bản. Chặt cây, để số 2, đập đá số 1. Cái này là cái khiên, anh em mà mua vô có thể có cái khiên gắn đây. Thì có hai cái này rồi, chúng ta đi chặt cây đập đá thôi. Anh em để ý là cái nó vung cái rìu rất là nhiều hướng nha, chứ không phải là nó vung một hướng thôi, hiện tại đang là 8 hướng á. Thì trong lúc mà anh em đi sau này đi công thành đi đánh nhau với người ta, tám cái hướng này nó cũng là theo cái hướng bảy chuột của mình đó. Đó, từ dưới lên là từ trên xuống là chém ngang chém dọc nè, thấy không? Đó, vừa di chuyển vừa chém nên con game này nó rất là phức tạp với hệ thống chiến đấu luôn. Nên anh em mà cầm cái khiên phòng thủ á, đôi khi là cũng không có dễ ăn đâu. Cây này bự quá vậy. Cây bự thì chặt có mấy cái à. Đó, bây giờ lên được mấy hiệu ứng chặt gỗ là do tôi học lúc đầu, bây giờ chuyển qua đập đá. Farm thử lấy tài nguyên thôi, chứ tí nữa là nó có cái chế độ tùy chỉnh trong cái mà phần chơi một mình á, của server á. Nên tí nữa tôi chế tài nguyên từ đó cho nó nhanh. Game này nó di chuyển rất là chậm nha, như anh em thấy cái nhân vật của tôi nó lù đù nè. Mấy cái công trình trong game này nó rất là lớn luôn nên mình phải tìm một cái vùng đất nào đó phẳng, cực kỳ phẳng để mình xây nhà. Giờ tôi vẫn chưa biết xây đâu đó nè. Đập tiếp cái cục đá này đi. Game này làm việc không bao giờ là thiếu. Rồi xây đây ha. Sao mà có mấy thổ dân bên đó vậy? Không được, nó là địch. Bên đó được không? Rồi xây đây đi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu xây nhà. Là mình xây cái nền nè. Cái nền đất đầu tiên là cái nền này. Nhưng mà xây cái nền này nó 4x4 luôn. Nó cần là gốc. Bây giờ tôi chế khoảng 10 cái đi. Nó cần cái nhánh cây gốc nhưng mà dây thừng, dây thừng đây. Nhưng mà con anh em chơi ọp á thì nó có vô cái server setting nè, anh em muốn đồ gì cứ gõ ra là xong. Này là dạng đồ tiêu thụ là xài một lần hết. Cái này là tài nguyên đâu nè, vật dụng nè, nó rất là nhiều thứ luôn nha. Đó, anh em nhìn thấy chón chưa, đồ nó cực kỳ nhiều. Nên anh em mà mấy cái tài nguyên cơ bản anh em làm biến đi farm để lên gấp, anh em có thể gọi trực tiếp trong đây. Như tôi gọi mấy cái nhánh cây nè, là cái số liệu là 500 cái nhánh đi. Đó, rồi bây giờ đặt tiếp là cái này chắc cũng cần 500 nữa. Cái bồ là cái dạng đá vụn, mấy cái vụn đá nè, đồng cũng lấy luôn.
Đó, cũng lấy luôn. Bây giờ mình bị quá tải rồi, chỉ còn một cái gì nữa ta? Mình bị nặng dữ vậy. Chỉ còn một cái nữa là dây thừng. Dây thừng thì chế từ cái cỏ này, lấy cái cỏ. Để anh em chế tay ra luôn, không cần gọi tới dây thừng đâu. Ủa? Glass là sao nó hiển cái hình này đó? Cái này glass bự mà. À, rồi rồi tết bấm nãy bấm nhầm không biết sao bấm ra cái cụm dây thừng kia nữa. Đây cỏ đây đó, con này con gì vậy? Bây giờ tôi chế khoảng là cái con game này nó cần rất nhiều, chế 20 cái nền luôn để cho mình giảm cái trọng lượng xuống đã. Trọng lượng đây nè, hiện tại tôi mang được 450 kg à. Bây giờ trong trong lúc đó thì mình có thêm một con rồng nè, mình nâng vô mà cái building ban đầu game này building rất là nhiều nên tăng 3 điểm đó. Bây giờ hệ thống building của tôi á, mỗi lần bui thì nó nhận được mới kinh nghiệm nè, đó bây giờ đủ rồi nè, 150 rồi mình học được cái kỹ năng này đó. Khi mà anh em đủ level ấy, anh em sẽ học được thêm được con rồng nâng mát luôn. Tiếp theo là gáp, gáp thì chế đồ tí nữa sẽ nâng vô cái này sau. Cái này là những cái chứ mà cổ máy công thành hay gì á, tôi không biết nữa, chơi game offline nên là không có biết PvP nó làm sao. Bây giờ nhân vật của mình đã lên level 20 thì không còn mà được, thì không mà không còn mà được cái chế độ bảo hộ gì nữa đó. Rồi hiện tại mình gáp được rất là nhiều cái nền nè. Ủa sao không xây bên đây là quá gần mấy thằng khác, mình chưa có xây được. Hiện tại mình bị nặng quá rồi. Mình nên chụp cái gì bây giờ? Chắc chụp mấy cục đá này. Góp đồ thì bỏ vô đâu góp ra đây. Bỏ vô đây để góp. Thân 7. Chụp hết đi. Mấy cái này tí nữa thì mình gọi lệnh ra là có như vậy. Nhưng mà sao nặng dữ vậy ta? Là gỗ. Gỗ cứng. Rồi cái này cũng dục luôn đi. Còn cái nào nó nặng nữa không? Anh em mà không thấy cái trọng lượng á, anh em bấm vô cái nút này nè. Nó hiện ra cái trọng lượng của mấy cái vật thể này. Để mình biết coi cái nào nặng quá mình dục ra. Như bây giờ 340 kg vẫn còn rất là nặng nè. Thì có 20 cái nền này. Để xuống đây. Hoặc là anh em để trên này nè, anh em nhấn cái nút E vô cũng được đó. Bây giờ kiếm chỗ rồi xây cái nền cái đó. Chắc là sang bên kia xong được không? Bên đó cũng đông quá vậy ta. Thế giờ mình xây đâu bây giờ? Không chỗ nào xây được hết anh. Rồi, level 20. Rồi dạng như xong mấy cái hướng dẫn đó, nhấn X để nhận thưởng nữa chứ. Đóng luôn nè. Xem xong ha. Đánh dấu ở chỗ này. Hết xong rồi teleport đây được không? Đất chỗ này thì nó không có phẳng cho lắm. Ừ, chỗ này nó không có phẳng cho lắm, dưới này phẳng hơn tí, chắc là dưới này xây cũng được cái bay á. Rồi xây như đây đi. Chỗ này là không được rồi nè. Chỗ này có cách nào mà mình xây nó được không ta? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc không đâu. Cứ kệ nó đi.
Rồi, bây giờ xây tiếp một số cái bức bách nữa. Cái nền anh em lúc mới đặt xuống á, là nó đang xây nè. Anh em thấy cái độ bền không? Nó đang tăng lên dần dần, dần lên tới 17.000 luôn á. Thì lên đủ thì nó chuyển qua màu trắng như thế này. Bây giờ hiện tại nó đang xây thôi. Cái này chắc là than nè. Đá thôi, không phải là than. Cao quá rồi. Rồi. Bây giờ xây tạm cái nhà nhỏ hả? Xây cái nhà nhỏ ở đây đi. Mình sẽ xây một cái bức chắc. Cái bức tranh này nè, với cái này là cái bức tường lớn, bức tường nhỏ này 25 cái tối đa hả, một cái giường để mình teleport. Cái bức vách này á, anh em nhìn cái nút chữ T á, thì nó sẽ chia làm bốn dạng, nó có sáu dạng, là chữ T là một dạng, hai dạng, ba bốn năm là sáu nè, đó nó có sáu dạng cho anh em. Tôi sẽ để một số cái cửa đây. Cái này nữa. Ba cái cửa. Thôi, hai cái cửa được rồi. Rồi bây giờ thì tiếp tục. Xây cái nhà nhỏ thôi. Cái nhà thì tầm từ ô này. Bốn. Bấm chữ T để đổi qua cái dạng cửa sổ nhìn cho nó đẹp. Toàn bộ là cái cửa sổ hết luôn. Rồi bên đây là cái cửa chính, cửa lớn. Đây. Bên này vẫn là cái cửa sổ thôi. Rồi trên này là cái bức liền bình thường. Bây giờ thiếu cái gì mà nó không ra nữa ta? Thiếu cái nhánh cây. Rồi ra anh. Ít thôi, nó là 25, 30, 33. Nó gấp cũng khá là nhanh. Bây giờ mình tăng cái ta lành lên được một cái hộp nữa nè. Tiếp tục tăng cái building cho nó mát luôn. Thì thời gian á, anh em mỗi tuần á, nè, trong này nè. Trong mỗi tuần á, anh em có thể mà tẩy tỉ một lần, tẩy tỉ 5 lần. Ở đêm reset mấy cái điểm này, anh em tăng vô cái mục khác để anh em làm. Giống như bây giờ đầu game tôi đang tập trung xây nhà, thì tôi chọn cái này. Còn sau này anh em mà đi đánh nhau nhiều quá thì anh em tăng vô cái mảng này. Đó, anh em reset lại tăng vô cái mảng này. Lúc đó anh em là cần thiết. Bây giờ nhiệm vụ nó có rất nhiều luôn. Thì tí nữa đã, xây nhà là trên hết. Công trình thì mình đặt ở ngoài thôi. Con game này mấy cái công trình nó rất là lớn luôn. Anh em mà chơi BBA như tôi thì không nên quan tâm cái đó. Cái máy này nó có hai loại hả ta? Tôi thử coi. Rồi. Nó có chữ T nè, nhấn chữ T ra. Đó. Góc chéo. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, 5 góc là 5 cái này. Bây giờ mình xây 4 cái nữa. T T đó. Quy là sai, quy là sai. Rồi bây giờ tới cái vách ngang bình thường 1 2, chỗ này xây cái vách nào ta, không biết nữa. Chơi đi dư thì mình dục không sao hết. Chỗ này xem sao.
đó. Quá quý 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 mẹ, như thế này nó vừa mà ta. Rồi bây giờ có một cái túp lều nhỏ này, chúng ta xây cái giường, có cái giường luôn à, giường chắc ngủ ở đây thôi. Quỳ xây nó xây là lúc nào ta, à đặt xuống rồi mình mới xây được. Thôi cơ bản thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là xây một cái lò rèn và đặt một cái campfire đã. Cái campfire là cái này, campfire chắc đặt ngay cửa đây. Bên nào ta, bên này ha, không bên đó khó lắm. Trong file mình có thể nướng thịt, nướng thịt thì anh em bỏ tài nguyên vô đây. Bây giờ hiện tại mình có 5 món rồi. Con game này á tới 1.000 cái công thức nấu ăn rồi, anh em nấu thoải mái luôn chứ không phải là giới hạn bao nhiêu đây thôi. Bây giờ như nhấn shift chuột phải là nó chia phân nửa, anh em bỏ gỗ lên đây, anh em nhấn cái này để nó bật lửa lên là cái thời gian đốt nó 15 phút rồi. Rồi anh em mà hiện tại ban đầu chỉ có châu chấu thôi nên bỏ châu chấu vô đây đó, xong rồi bấm chuột phải gắp châu chấu, nướng châu chấu. Ở đây tôi có 44 con thì 4 con là được, 4 con thì được một cái châu chấu nướng thì 44 con chắc ra 11 á. Nướng xong anh em nhớ tắt lửa nha, còn anh em không tắt lửa thì nó sẽ chuyển thành than. Bây giờ mấy cái gỗ không? Dùng cái gỗ này đi đó, nướng một hồi lâu quá anh em không tắt lửa thì nó sẽ chuyển thành than, nên cũng than cũng khá là gần á, nên cứ để nó lên để tạm cái than đó đi. Con ngựa này tí nữa tôi sẽ tâm nó. Control cái tắt cái này, Control chữ T tắt cái chat tại đang chơi offline mà. Ừ, bây giờ có cái nhà nhỏ nào, tiếp theo là xong rồi nè, bây giờ xây cái lò rèn. Xây cái lò rèn anh em phải xây qua cái nhà này, cái nhà công trình này. Bây giờ mình đang thiếu là cái clay, clay là cái đất sét á, anh em cứ đi ra mấy cái gần xong thấy nó nổi nổi tên là nó đó. Nhưng mà không biết sông này có không, cái này là đồng nè. Ủa đâu phải đồng đâu, không phải. Clay thì nó cứ ở sông thôi, nhưng mà chỗ này hình như là không có, để chạy qua kia thứ ra. Còn không có thì mình vô mình gọi ra chỉnh tiếp. Nhân vật tôi nó nặng quá, gì nó đi chậm gì vậy nè, chắc nặng quá rồi. Nên dục bớt cái đống đá đi, dục cái đồng này luôn. Mấy cái nào nặng nặng quá thì mình dục hết. Game này do nó di chuyển rất là chậm nha. Đây, clay là những cái như này nè, mình cứ lấy búa đập nó thôi. Thì đương nhiên là clay này với cát thì nó nằm ở bờ sông đó cho này, đất sét với cát. Biết cách là thu được tài nguyên thì cứ ra đây thu. Ăn miếng châu chấu đã, ăn hai con châu chấu chưa, xong cái quét đã. Rồi ok, đưa vào 23 luôn. Chỗ này cũng khá là nhiều mà ba cái đất sét luôn á, rất nhiều luôn. Rồi farm tạm thời bao nhiêu đây thôi, mình về nhà đó. Chỗ này phải xây mấy cái cầu thang lên. Cái cầu thang thì bây giờ mình thiếu cái gan bồ mới dục hết trơn này. Lắp khoảng nhiêu cầu thang đó, 4 cái đi, 6 cái đi, cầu thang đây.
Nó có hai dạng, là một cái dạng là liền chân luôn, liền chân luôn, anh em phải đặt trên cái nền tảng. Còn cái dạng thứ hai là cái dạng này chụp ba đồ nè, để ôm cái khúc cua. Cái này là phân nửa à, để anh em dùng mấy cái dốc ngắn. Cái này thì khúc cua đó, nó có 8 dạng cái cầu thang rồi. Hai cái bên đó, cái bên này cũng khá là thấp đây, nên anh em cần cái dạng phân nửa đây nào. Bên này cái cầu thang vô, thêm cái nữa, thêm ba cái nữa. Đó, đặt thêm cái này nữa. Đó, những cái khúc cua tam giác thì anh em dùng cái này. Không vừa rồi, thôi kệ nó đi. Ông xoài dục ra luôn. Này dục bỏ luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu là xây một cái bàn công trình. Là cái bàn này nè, cái bàn này để gắp những công trình khác, thiếu cái quặng đồng. Quặng đồng thì anh em cứ đi mà mấy cái dốc núi á, mấy cái sườn núi đồ nó rất là nhiều luôn. Như bên đây là trước mặt là tôi có rồi đó, làm biển đi quá nên bắt đầu chỉnh ra. Đây lấy khoảng là 200 quặng đây, 400 luôn, để mình tí nữa anh còn gắp đồ nữa. Gấp một cái này nè, cái gương đâu ta, cái gương mình chưa học đó ta, cái gương nè, nút bồ. Chế cái gương, chế tạm cái đi. Nhấn nút shift với chuột phải, alt left với chuột phải chuyển vô. Rồi đây đây đây, xây cái bàn này lên. Công trình trong này nó to dữ lắm nha, nên em xây là để ý cẩn thận, xây từ cái chỗ này qua đi. Đây nè, rồi nghe chưa, nó còn miếng lồi ra nữa kìa. Trong cái nhà này mình xây là mấy cái tài nguyên rất là nhiều, tí nữa mình học mấy cái công trình đó thì nó vô đây. Này giống học công trình thì nó nằm chỗ này. Anh em mà không biết cái tài nguyên gì thì mình nó nằm ở trong cái bàn nào á thì vô đây nó ghi hết nè. Như cái này để tạo muối nè, thì xài cái bát muối, xây cái chum để tạo muối là được. Còn cái này là dạng như cái bãi, bãi xịn đó. Bên này xây dựng đủ được cái bếp, cái clay này chưa được nữa, đang thiếu lever, cái kiếm thôi, mấy cái dưới thì không cần đâu. Giáp lên được cái giáp da, giáp giáp nè. Đồ này trong này nó có trọng lượng đó nha, anh em mang cái đồ nặng á thì cái tốc độ di chuyển nó chậm hơn rất là nhiều luôn. Cái này là cái chuồng ngựa nè, tí nữa anh em tam con ngựa, anh em phải có cái chuồng ngựa để bỏ nó vô. Cái này cái nâng hết, quan tâm làm cái gì, cái xe đồ hàng này không cần đâu. Đó bây giờ trong này có rất nhiều công trình nè. Cái quét của mình bây giờ thì nó kêu daily, đây đi là hoàn thành mấy cái này nhiệm vụ nè, nhận cái này nhiệm vụ hàng tuần, mình mới hoàn thành 30 cái nhiệm vụ hàng ngày á. Cái này đưa cái hạ ba cái thằng chiến binh ưu tú không nổi đâu, bây giờ hạ 8 con hươu là dễ nè. Đó nó cũng có nhiệm vụ cho anh em làm như con game nhập vai luôn.
cái này mấy cái nhiệm vụ phụ mình đi khám phá map thì xong rồi phá hủy mấy cái tiền đồn và mấy cái căn cứ đồ á. Bây giờ cái nhiệm vụ chính đi đâu rồi, đây nè, nó kêu mình tạm tạo bốn cái nền bằng clay, tạo bốn cái nền bằng clay mình mới bỏ nguyên liệu vô đây nha. Bỏ là đá nè, đồng nè, gỗ cứng rồi nè, cái này thì dục, cái này là gương này, nãy nó lộn cát nè, clay nè, cỏ nè, dây thừng rồi nè, mấy cái đó thì bỏ hết vô giống đi. Nó kêu mình tạo bốn cái nền lay đó, mình chưa đủ level đâu. Bây giờ cái đầu tiên mình cần tạo là cái lò rèn, mình cần 30 đá với cát, cát đá trước, stone bên mà cái vật liệu đá đây, 500 luôn, 500 cát, 500 đá, 500 đá nhỏ rồi bỏ vô. Mình ta đét chuột phải, chuột phải, chuột phải, chế được cái bàn lò rèn. Cái này là cái nồi nấu thuốc, ban đầu chưa cần đâu nên cũng chưa cần chế nó. Cái lò rèn chế 20 giây cũng hơi lâu nha. Tiếp theo thì chế cái bàn may mặc, là cái bàn này nè, mình phải rèn cái quặng đồng đó. Bây giờ Howard tạm thời đút vô đây đi. Đâu rồi cái bàn, đâu rồi, đây nè, lấy nó ra, bàn này chắc để kế bên đây luôn. Ok chưa, rồi mình bỏ ba cái đồng vô đây, mình gàn lên đồng của mình, đồng đây mình ta đét chứ, lấy một tí gỗ ra nữa nè. Chầm gỗ đi, đèn chắc cũng lâu đó, bỏ gỗ vô rồi bỏ mấy cái đồng vô nè. Bây giờ chọn cái quặng đồng mắt mỗi lần 49 99, nó chạy cũng nhanh lắm. 99 này mỗi cái khoảng 1 đến 2 giây à, nên anh em là đợi cũng khoảng là 3 phút là xong hết. Đó, bây giờ chế được bốn cái miếng đồng nè, bốn miếng đồng là xong cái quét đó, nhấn nút ít xong cái quét này nhậu. Tiếp theo clay building chưa có học, mình học bên cái building clay, building clay nè. Đó, bây giờ qua đây chế một số cái nền nữa, nó kêu mình chế bốn cái này phải không, khoan khoan coi lại đó, clay lớn, bốn cái clay lớn và bốn cái này. Mình cần cái quét hình fan, cái đó chưa biết ở đâu, với cái đá cắt, cái đó còn lâu lắm. Cái này để làm muối, cái này để nấu ăn. 30 cái quan đồng mình nấu được cái nồi lớn này, trong đó có rất nhiều công thức nấu ăn luôn, nên từ từ mình cũng lên nè. 30 quan đồng nè, gấp bàn luôn đi. Tí nữa mình gáp cái chuồng ngựa đi bắt ngựa. Mình nó bốc khói dữ vậy ta. Game này đồ họa nó thì thực ra đẹp á, tại do con máy tôi nó yếu quá nên anh em nhìn nó mờ mờ như thế này thôi. Bắt đầu mình có mấy cái thịt này nữa ta, hình như là cái phần thưởng nhiệm vụ của mình á. Bây giờ để coi còn mấy cái quét gì nữa. Gáp một cái cây bằng gỗ với mà 10 cái cục đá để ném, cái cây thương bằng gỗ 10 cục đá ném rồi. Ok, cây thương bằng gỗ thì đây, quét trần phía mình cần dây thừng, quét trần phía này, bồn nữa,
Tí dây thần với bồ bồ rồi mấy cái đá vụn nè, ít quá gì ta, chỉnh thêm 500. Shit 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 cái này anh em chơi bình thường là phải đi đập đá là làm rất là nhiều nha, chứ không có bật bật lên chỉnh như tôi được đâu. Cái này là tôi làm hướng dẫn nhanh để mình trải nghiệm nhanh con game. Bên này được nhiêu đồng rồi, đi lấy đồng quá đó, mình chế được cái bậc trầy rồi. Bây giờ xong cái nhiệm vụ này nè, xong cái nhiệm vụ hướng dẫn mình chế cái vũ khí cơ bản với mấy cái cục đá ném. Bây giờ có cái nhiệm vụ mới, cái này chứ không biết làm, cái này thì chưa làm được đâu. Lấy bùi này bỏ đi, không có chắc nó này cũng chưa cần luôn. Bây giờ chế cái kiếm trường sắt nè, Gun Bone World. Cái kiếm đó mình chém bằng hai tay, một trong cái vũ khí ngon nhất của game này á. Nãy mình chế cái bàn này rồi phải không? Bây giờ chế luôn cái bàn này. Cái này dạng như cái lòi, cái nồi nung vậy đó. Để mình vô đó mình chế được mấy cái này như này vậy nè. Trong game này mấy cái đồ nó bự, rất là bự luôn. Nên anh em mà xây bay á thì lưu ý là kiếm cái miếng đất nó rộng rộng ra nha. Cái này gỗ với cỏ thì mình ra được mấy cái dụng gỗ này. Gỗ với cỏ, gác với gan. Tiếp tục vô chúng ta lại chỉnh nó thôi. Hàng vật liệu. Vật liệu level 1. Cái gì quên mất tiêu rồi, trí nhớ ngắn hạn quá anh em thông cảm. À, cỏ với mà gỗ cỏ mình lấy là 500 luôn. Cái gỗ này thì nó rất là nhiều luôn, rất là nhiều loại gỗ luôn, nên anh em đi chặt gỗ là cũng phải là tìm kiếm cũng hơi mệt đó. Đây bỏ vô, bỏ vô. Bây giờ chế khoảng là 20 cái thôi. Mấy cái này dạng đồ trang trí nè, cho cái nhà nó đẹp lên tí là được. Con ngựa thì anh em phải chế mà một cái gọi là cái gì ta? Cái này nè, cái đồ chụp ngựa nè. Phải có da, da thì anh em cứ đi giết quái là được rồi. Da nó gồm ba loại nha. Nó gồm ba loại như thế này. Nè, da nó gồm cái mà loại thường là cái loại cùi nhất á, anh em giết mấy con quái nào nó cũng ra hết cái loại này. Còn cái này là cái loại da nó xịn hơn tí, anh em giết mấy con quái to to. Còn cái này anh em giết quái siêu to, còn cái này là cái của hiếm này. Cái này tôi chả biết lấy đâu luôn, nên hai cái đầu thì rất là dễ kiếm đó. Anh em bắt ngựa thì anh em phải xây được cái chuồng ngựa đã. Bây giờ chế cái yên ngựa đi, một cái yên ngựa, một cái giáp cho con ngựa. Ủa sao cái này nó ít gì ta? Thiếu mấy cái nhánh cây. Thêm miếng nữa. Rồi chế đi, không sợ gì thừa. Thừa quá thì mình dục. Cái này thì uống vô. Cái này uống vô để mình đi tìm mấy cái vật liệu. Cái này nó thuốc hồi máu đơn giản ban đầu. Cái này là cái đồ cho ngựa nó ăn đó. Thì đầu tiên nó muốn bắt con ngựa thì mình chế được cái yên ngựa trước, xong rồi chế cái này, cái này để chụp lên con ngựa nè, để số 5 đi, đây dùng luôn.
chế thêm cái nữa, xong rồi tí nữa tôi sẽ xây cái chuồng ngựa, xây luôn đi chuồng ngựa anh em vô cái nhà này, anh em xây cái chuồng ngựa. Nó là cái này nè, mình cần cái tê guinea. Tê guinea thì trong cái bàn dệt mai, cái bàn dệt mai là cái bàn này, hai cái bàn này, cái này chưa chế đúng không, tôi chế cái luôn. Bàn này thiếu đá vôi với mà cà lây với nhánh gỗ thôi, đây thì mình cũng còn nhiều lắm. Bờ gan C chứ không phải bờ gan D thương hiệu nha. Sắp xếp lại. Gỗ thì bỏ vô đèn mới. Trồng lên. Trọng lượng mình 380 thì nặng dữ vậy ta. Chứ còn cái gì nữa. Cái này 10 kg. Mà cái này mới nặng nè. Chế luôn cái bàn này. Rồi hai cái bàn này cũng, cái bàn này là cái bàn vũ khí nè, cũng rất là quan trọng đó. Ồ. Ừ, 50 hả? Rồi, bây giờ đi đặt mấy cái bàn đó. Đầu tiên là cái bàn dệt thôi ta. Cái bàn dệt đây nó rất là nhỏ bao từ con này đi qua, cái bàn này là bàn mai nó to hơn rất là nhiều. Rồi tới cái bàn vũ khí, bàn vũ khí thì để kế bàn ghèn đó. Bàn vũ khí này có khá nhiều đồ luôn, tí nữa mình chế cây kiếm này. Đầu game này cây kiếm này rất là ngon nè, cây kiếm này cũng ngon đó. Hai cây này như nhau thôi, nhưng mà cái này level nó cao hơn, cái này nó không dòm. Cái này là cái khiên, nhưng mà cái khiên anh em đừng có chế đây, tí nữa mình học mình chế chỗ khác. Với sao đồng của mình có bao nhiêu đây rồi đó. Bây giờ xây cái miếng vải vô đây nè. Cái này nó chỉ cần là cái cỏ cấp thấp. Cái này nè, anh em đi cắt cỏ là nó ra thôi. Chế cây liềm á, đi gảo gảo cái khu này là nó ra cái này nhiều. Bỏ vô. Cái nữa là cái vỏ cây, vỏ cây anh em đương nhiên là đi chặt cây là nó ra rồi. Vỏ cây là cái này nó tiêu ra. Chắc nãy dùng hết rồi nên đây 500 cái vỏ cây. Vỏ cây là cái này, rồi mình chế nó thôi. Cái này hơi ít. Ép lắc. Rồi bỏ hết luôn đi. Xong rồi có cái vải này nè, anh em mới đem qua cái nhà hôm nay đó, chế được mấy cái vải, cái dây thừng cao hơn, dây thừng cao hơn thì cần cái vải này với mà mấy cái dây thừng cùi của mình đó, chỉ cần hai cái này là chế được. Cái 500 cỏ chế dây thừng cho. Dây thừng này nó xài rất là nhiều luôn, dây thừng này dây thừng cùi, dây thừng gom, rồi xong rồi từ cái dây thừng gom này mới ra cái dây thừng xịn này.
Game này cái hệ thống đồ đạc nó rất là nhiều chứ mà phức tạp luôn. Anh em mà không quen vô mò mò chắc là cũng mấy chục giờ chơi á. Thì cái này da cùi nè. Da cùi nè, da xịn nè. Đó. Mới xong rồi mình bỏ đồng với mà ba cái dây vô, ba cái dây thừng cùi cùi này vô là chế được mấy cái bộ đồ này. Đồ này nó có trọng lượng nha, cái này là 3 kg nè, còn cái áo này á thì chỉ có 2 kg thôi, chưa chắc là cái 3 kg nó lại ngon hơn cái 2 kg đâu nha. Cái này cũng 3 kg nữa nè, nó càng nặng á thì anh em di chuyển càng chậm, mà anh em di chuyển chậm nữa thì trong con game này nó giữ đứng yên luôn rồi. Đây, vừa đây mình gia công một số cái bộ áo giáp. Giờ mình chơi cái set này đây. Cái nón này 2 kg, nón này 3 kg, không chơi bộ đồ 2 kg được rồi. Này cái ví tiền nè, à. Cái ví tiền thì đương nhiên để đựng tiền thôi. Mình còn 8 cái cọng dây thừng nữa, đi men. Dây thừng nó có xài bên nào nữa không ta? Bây giờ chế thêm cây kiếm nữa là cái da nãy đó, viên gỗ cứng. Da mình chế ra nè, cái da xịn mình xé ra dạng thành cái da phơi khô á, nó ra cái da nè, một cái da này vô đây đó. Bây giờ cần thêm một món nữa là cái gỗ cứng. Gỗ cứng thì anh em vô mấy cái rừng lớn lớn gặm gặm á, có mấy cái cây cao thì cao như cái cây trước mặt như nè, thì nó là cái gỗ cứng đó. Nhìn nó chặt, bên bờ sông cũng có nhóm cái dân cơ. Cái bàn giọt, cái gỗ cứng là cái này. Game này mấy cái công trình nó to vãi thì mình chế ly thơ thôi, chế được cái món mà nó bự như nào, tí nữa sau này mình học thì mình chế được nhiều hơn. Bây giờ chế cây kiếm nữa, cây kiếm này 15 giây cũng nhanh. Đây nguyên cái bộ set của mình đây, giày nè, áo nè, đó anh em thấy ngầu lòi chưa, sắt nè. Cái này là 2 kg thôi nha, nên mấy cái chỉ số nó khá là thấp, nó dạng light armor, còn này là heavy heavy armor. Ẩn cái mũ đi, nhìn cái tóc này cho nó đẹp. Hai cái này là cái gì vậy? À, cái hiệu ứng trên cái bộ đồ của mình. Bỏ tất cả tiền vô cái ví này, có 100 tiền à, này chuyển cho người khác hả? À? Ăn tí châu chấu rồi. Ủa châu chấu này nướng chưa ta? Chưa, châu chấu này mới nướng rồi nè. Đi lấy cái kiếm, xây cái chuồng ngựa, mình đi bắt ngựa. Kiếm đâu, nên chế thêm cái khiên nữa nha. Cái khiên thì mình chế ở cái bàn nào ta? Có 4 điểm rồi nè. Vũ khí một tay chắc nâng hết vô. Game này cái hệ thống vũ khí của nó nhìn tưởng đơn giản nhưng thực ra cũng hơi bị chua á. Câu cá nè, câu cá thì phải có mồi ngon, có cái mồi ngon mình mới câu được. Mồi ngon thì đương nhiên phải có thịt xịn thì sau này mới được. Cái này là chuyển qua làm nông rồi, anh em nhìn cái hệ thống nấu ăn của nó cũng chi tiết dữ lắm này nè. Đó rất là nhiều luôn. Game này trước cái thời Early Access, trước khi ra cái bản 1.0 á, là nó đã có hơn 1.000 cái công thức nấu ăn rồi. Mỗi công thức nó mang cho mình một số chỉ số khác biệt, nên em dành thời gian là nó cũng rất là nhiều luôn. Siêu đây.
Siêu siêu mà siêu nó khác cái khiên nha. Mình có thể tiễn mấy thằng lính về nữa nha, mình một là dùng tiền để thuê mấy nó về, còn hai á thì mình đi bắt nó. Mấy cái này nhiều quá, đi bắt mấy lính về cho nó làm việc cho mình cũng không cần phải mà chủ động đi như thế này đâu. Đây đây đây, cái siêu này nó xịn hơn, nó nhẹ hơn rất là nhiều, chỉ số nó cũng ngon hơn đó. Có cái siêu qua đây mình gấp nè, cái siêu này thế thiếu ghê này thì thường bỏ vô được hai đội siêu nha. Anh em chơi cái siêu nhỏ thôi, siêu lớn anh em chơi BBB hoặc là đánh combat đã đổi qua cái siêu lớn. Siêu siêu thì cứ đánh quái là nó ra, anh em chịu khó đi farm tí là nó ra. Đây xương mình 200 bỏ vô luôn, sắp xếp lại dục hai cái này đi, hai cái này mình không xài nữa, cái này đồ đá thôi, mình lên được đồ đồng rồi mình chuyển qua cái này. Bây giờ có cái khiên rồi nè, chế cái này hơi lâu rồi ta, cái này cái rìu ném, tức là anh em cầm nó chọi luôn á, một đi không trở lại á. Anh em đừng có chơi cái vũ khí tầm xa trong game này nha, nó cực kỳ tệ hại luôn, rất là khó chơi luôn. Anh em phải bắn đầu cái 100 mũi tên á để cho nó lên cái kỹ năng ngắm bắn, rồi sau đó nó mới bắn chính xác được, chứ không thôi nó bắn trong cái một cái vùng lớn như thế này bắn hụt không á. Ủa cái này là cái vũ khí mà đâu thấy cái đồ đập đá chặt cây đâu. Vẫn xài cái bộ đồ cũ này, cái này cái vũ khí chứ không phải cái đồ farm. Bây giờ xây thêm cái chuồng ngựa nữa, mình đi bắt ngựa. Cái chuồng ngựa của mình có được cái bếp nấu ăn rồi nè, làm cái luôn thì đương nhiên phải làm cái nồi rồi. Cái này cái vàng tra tấn nè, có cái vàng tra tấn này nè, đâu rồi ta, đây nè. Anh em mà bắt mấy cái thằng NPC về á, nó lì lì á, nó không nghe lời mình á, quất nó vô đây tra tấn nó. Còn cái này là cái chạy lính của mình. Bây giờ xây cái chuồng ngựa nè, mình còn thiếu TWin, TWin e bên cái bàn này. Cái này là mới có đầu game thôi nha, sau này nó làm thêm nhiều thứ nữa. Chủ yếu bây giờ là giới thiệu cho anh em nên tua nhanh á, chứ thực ra anh em chơi được nhiêu đây chắc cũng khoảng là 20 giờ chơi á. Đây cái chỗ này giữ ngựa, còn cái này dạng nấu rượu. Đây mình còn làm nông á, mà tôi chưa có bỏ qua cái bước làm nông rồi đó. Cái nhà chưa có cái cửa nè, cái cửa nhà thì cứ xây cái cửa bình thường thôi. Đây xong rồi đặt nó, anh em nhấn chữ T nó đổi qua cái cửa lớn này, lắp vô được. Cái cửa này 2 chiều nha, nên cứ lắp thoải mái. Đó anh em nhìn thấy khiên khủng đồ nó ngon nghẻ chưa, cái chuồng đâu ai, này cái bếp, cái chuồng này vẫn đang xây nấu ăn. Nấu ăn thì đặt đây đi, chuyện ăn uống thì tránh xa cái khu làm việc nha. Đương nhiên thì nó cần phải có mấy cái gỗ để nấu, cỏ anh em cũng đốt được nha, cỏ đốt hơi lâu. Đây là mấy công thức nè, bột mì thì chế được mà cái bánh man tao vậy như cơm nấm vậy đó. Bên này có đậu tương đổ gì nữa, rồi ba cái hạt đậu gì nữa nè. Cái này là mới có 5 cái nha, sau này anh em học là cả 1.000 cái luôn á, chứ không phải bao nhiêu đây không đâu. Đó đây là những cái yên ngựa, cái này cái cùi thôi, cái này là cái xịn hơn. Chắc xài cái xịn hơn rồi đi.
Rồi, có cái gì lấy luôn, biển đi qua đi lại quá. Nhánh cây có rất nhiều. Nãy giờ mấy chục ngàn cái này nè. Rồi, internet quăng hết vô. Đâu ta? Mấy cái cục hồi này bỏ lại luôn, không xài nữa. Cái đồ này level 20, còn cái đồ này level 8 à. Anh em mà không nhớ cái chất lượng đồ nó ra sao, cứ về vô là nó ra. Mấy cái yên ngựa này cũng xịn sò hơn nữa nè, chứ không phải cái yên cùi này của tôi. Cái yên này cũng cùi nữa nè, yên này xịn hơn. Xịn hơn thì nó mang được mấy cái đồ nặng hơn. Còn cái chuồng ngựa xong chưa ta? Có 51 kg mà nó đi như con rùa chứ. Đi sao quá cũng không được. Rồi đây, nó đang bui đó. Chuồng ngựa của chúng ta đây. Có ngựa thì sẽ bỏ nó vô đây. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi bắt ngựa. Sống con não nhìn vậy. Hồi nãy thì nó kêu sùm hết trơn, bây giờ không có con nào cho nó. Vãi. Mấy con thỏ này anh em cũng bắt được nó rồi nha. Con thỏ này anh em gấp một cái số cái bẫy nhỏ. Chát nó nằm ở đâu ta? Đây là tôi chưa học. Không, cái cháp này bự lắm. Cái cháp nó nhỏ xíu à. Cái này có móng vuốt. Tầm này phải có cái cháp này chứ ta. Đây đây đây, chắc nó nằm bên đây. Cái gì ngựa cái này cho nó ăn. Đó. Khoan từ đã. Bỏ ra đi cho nó nhanh. Thực ra tôi thấy cũng chậm gì như thế này à. Bây giờ không có con ngựa nữa hết, bực bịch thiệt.
Kỳ vậy? Tôi nhớ có cái bản nhỏ nhỏ để bắt con thú, không lẽ cái phiên bản này họ bỏ tiêu rồi? Đầu tiên cái quốc bên giờ luôn nè. Vô lý. Không lẽ bớt game. Đây 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 đây. Đó, nó có cái sò mò cháp nè, bên cái mắt bẫy này. Nó là cái này, gỗ cứng đồng nhưng mà dây thì Guinea gỗ cứng đồng dây. Ủa, sao bên này còn có một miếng đồng một vậy? Đây mình sẽ gấp cái này. Có nhiều gấp hết đây, gấp được cái một gì ta? Thiếu đồng. Rồi, dội cái này cho nó nhanh. Đó, nhanh gọn. Vẫn được có 4 cái à? Thiếu gỗ cứng. Cái này để nhốt tù, nhốt mấy con tù vô. Còn cái chỗ nào mình đặt mấy con đỏ nó ở đâu ta? Có được cái giường bằng gỗ nè. Hóa ra nó lại nằm bên cái chỗ này. Bui tại cái bàn công trình gấp bít phen. Cũng cái này nãy tôi nhớ tôi chế rồi mà. Cái này dạng như cái tủ lạnh nhá, mình có thể đồ để đồ ăn vô. Cái gấp vít, cái phó. Hết một ngày nữa rồi.
Dĩnh. Ủa con thỏ đâu? Đây con thỏ đây. Rồi xong về mình dựng cái chuồng. Nhét nó vô lẹ lẹ lẹ. Để lâu quá là mình không có tạm được nó đó. Nhân vật này nó đi nó chậm dữ thiệt. Hai cái chuồng thỏ. Thỏ đâu? Thì cho con thỏ nó ăn cái gì bây giờ nè? Cho nó ăn cỏ trước đã, mình mới có cỏ thôi. Để chung đây luôn hả? Số lượng thực phẩm là không. Tại sao? Ủa, ai phút thì phút đi lâu giờ này? Không chấm 2%. Bây giờ tôi lấy cái thịt cho nó đã. Cái rau nè, cái rau này nhiều lắm, mình đi cắt cỏ là nó ra. Rồi lấy cái loại thường này thôi. Nuôi mấy con thỏ của mình cho nó tốt vô. Có cái nào mà thêm thực phẩm nó nhanh hơn không? Bó tay rồi, nó cứ thêm từng cái như thế này đúng không? Tôi thôi rồi. Chị vô. Trời ơi, chưa có đặt. Đây, đây dính con đó nè. Con gì? Con gì lên bờ mơ vậy? Con sói mình cũng bắt được nó nha. Trời, nó nằm nó ngủ thiệt. Nó nằm nó ngủ bên lại bên bắc nó luôn, nếu cần được bẫy nữa. Rồi ngon. Chết rồi, hai cái chuồng nó ngược đầu với nhau rồi. Kệ nó đi. Con sói này ăn cái gì? Ăn cá không? Cá với thịt. Cá với lương nữa. Bát phít. Mét. Nên cho nó thịt đi. Nuôi mấy con này cũng thấy mắc nợ với nó nữa.
Mình thì ăn châu chấu, còn mấy con này thì nó ăn sang như gì nè. Trời ơi, bất công. Mà nuôi mấy con này tác dụng quá gì ta? Tôi không biết nuôi mấy con này có tác dụng gì nữa. Bây giờ đi kiếm ngựa để bắt nào. Bắt con ngựa nó coi như hoàn thành bữa nay. Hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay. Dính đóng bảy luôn nè. Con sói đang ngủ nữa chứ. Bên này không chừng cũng dính luôn rồi đó. Nãy tôi đặt ở đâu ta? Nhân vật nó đi chậm quá à. Thêm bạn thỏ nữa này nha. Ok, ba con thỏ. Con này con thỏ được hai cái gì? Không phân biệt được luôn. Làm sao biết nào được nào cái? Nó có những cái kiêu gì nè. À con này hai con đực một con cái. Còn bên này. Con đực con cái ngon rồi. Không được á. Nó có đẻ không? Sao nó báo không được không cái đâu. Hiện tại nó hiện ra là không nè. Nên không biết là để như thế này nó đúng không. Trời, nó đóng con thỏ lại thành cái gối. Không biết bỏ con thỏ vô làm sao luôn. Bên này con sói không biết luôn. Dính một cặp hai con không à. Anh em đợi tí. Dạ tôi coi nuôi được gì. À đây nó có cái tùy chọn. Nhấn nghe vô. Kéo mấy con thú này ra hết. Xong nhấn E vô đây. Chọn phút animal. Chọn bàn sói. Đó, mình có ba con sói rồi, bên này một bầy thỏ nữa. Hủy cái chuồng rồi luôn đi. Phan phan.
20 giây. Cái này là cái quái gì vậy nè, à? Nó bự quá. Ủa mấy con thỏ đâu ở trên này? Bây giờ nó hiện số lượng là 3 con rồi nè. Ngon. Cho nó ăn mấy cái này đâu quá. Cho nó ăn cái gì xịn sò hơn không? Rồi, giờ cho tụi nó đẻ ra luôn. Cho 3 con này nó hiền khô vậy. Nó không chịu đẻ hả ta? Đó, 3 con sói, 3 con thỏ. Bây giờ vẫn không biết làm sao cho trời nó mau sáng để đi bắt ngựa nữa. Cái quan trọng nhất là con ngựa. Trọng lượng mình 61 kg mà sao nó đi chậm dữ vậy ta? Không mặc đồ nữa chứ. Đây, qua đây để tôi múa cái cơ chế chiến đấu cho anh em coi. Game này nó đánh rất là khó nha. Anh em chém một phát là nó có hướng chém như hướng nào cho nó. Đó nè. 8 hướng lận. Từ dưới lên, từ trên xuống. Mình phải chém theo cái hướng ghê chuột của mình đó. Ở đây có 2 thằng đang ngủ thì phải. Anh em đi đánh á, đi công thành á, nên công buổi tối, mấy NPC nó ngủ. Kìa, nó không có ngủ rồi. Thôi, chơi luôn đi, núp núp cái gì. Kìa, có thằng nó ngủ rồi. Chém hướng cho nước. Dùng được tổng đồ nhưng mà tôi vẫn chưa biết cách nào để tâm nó nữa. Nãy mình còn cái đồ ăn cái này ăn luôn mấy cái hạt giống này để trồng nữa nè, nào có thời gian rảnh thì trồng. Này nó vẫn còn đang ngủ. À, mình có thể tiện dụng nó bằng cách đưa nó tất cả những cái đồ ăn gì á.
thằng đệ đầu tiên của tôi đâu ai chào bạn, ai cho nó đồ ăn thì nó sẽ là chủ của nó, ăn cho cháu không đi, đồ nó xịn dữ vậy. À, quên đó, nãy giờ đi đánh người ta mà không ăn đồ. Cái nón, mình còn cái nón đâu tiêu rồi ta. Đó. Mất mẻ nó rồi. Bây giờ có thằng đệ đầu tiên nè, nhưng mà không biết cho nó mình tê le về thì nó theo được không. Thôi chết rồi, để tôi đâu rồi, để ơi đồ ăn thì mình sẽ phải bỏ vô đây. Bây giờ lên chế miếng đồ ăn, Yaki là cái gì? Đi, nó ra sẵn đồ ăn nè, lỡ thì xin 50 cái luôn. Mấy cái này là mình để đồ ăn vô cho mấy chiến binh của mình nó lại nó lấy ăn nè. Đó. Mình xin miếng nữa chứ. Rồi thằng để đâu mất mẹ luôn ơi. Hình như phải dắt nó đi về nó mới được. Rồi mấy cái không có nấu được miếng nào luôn hả? Mấy con này không có nướng được con nào luôn hết trời. Vậy sau này phải mở công thức mới được. Qua dắt nó về. Khờ quá, để tôi nó khờ quá. Nên để game này nó đi chậm dữ thiệt luôn á, bởi vì mới phải cần một con ngựa, lỡ giết thằng đồng đội của nó mất tiêu rồi. Kìa con, có con gì đẳng rồi, con này là con quỷ gì, trời nó cưng. Nó nằm luôn rồi. Này thì bố láo với anh này à, lấy cái dao chặt thịt ra. Chết không có dao chặt thịt rồi. Ủa? Rồi, tưởng đâu nó đi mất chứ.
cho Mayusa, mình chỉ đạo cho nó đi về cái địa điểm đó. Anh em có thấy nguyên một cái dàn lệnh không? Không thấy một con ngựa nào luôn. Cái này em gái mà nó dùng cái voi này level 5 là con gì đây? Level 5 thì khả năng cao không phải là ngựa đâu. Sói. Túm nó luôn được không? Không. Hồi nãy lúc mới vô game á, thì ngựa nó đầy ra luôn. Bây giờ thì méo có một con nào, không hiểu tại sao. Bây giờ toàn là sói không à. Nè cái lỗ này là anh em lại đặt cái bẫy thỏ này nè. Là mấy con thỏ với mấy cái lỗ này đó. Em cứ đặt cái cháp ở gần là dính liền à. Kìa 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 kìa. Để mình nấu ăn. Mấy động vật ở đây nó hiền hòa quá vãi thiệt. Đừng có chạy nữa. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Làm sao thám được nó ta? Đợi tí. Chưa có thức ăn anh em ạ. À. Trời ơi. Phải có cái thức ăn nữa. Nó nằm ở đâu bên này nè. Nó nằm bên cái thẻ tâm minh ở đâu? Đây là đây nè. Mình có thể là lấy cái này.
Đây. Ngựa ơi, ngựa à, ngựa đâu hết rồi? Ồ. Nó không ăn luôn. Con vẫy đang heo hả? Thôi bắt được rồi. Rồi giờ điều khiển thôi sao vậy? Từ từ, chuột trái. Không, con của mà Lữ Bố tên là gì đó? Thố. Nhận con đó không? Đâu rồi? Còn con 21 nó chạy đâu mà nhanh dữ vậy? Trời ơi, nó leo lên ngựa cái gần 5 giây. Bây giờ làm sao đưa ngựa vô được bây giờ? Thôi cứ đứng đây ăn đi, không ăn chạy cái gì mà chạy. Lũ đạn nha nó. Má mình ngồi yên ở đây rồi nó không thấy hả? Ừ, kệ nó đi. Nhận thưởng. Rồi, xích thố của mình thôi.
Bây giờ mình có thể đi vô được cái hang động mà để làm cái gì đó rồi đó. Không ăn cọng nào luôn nha. Con này nào. Ừ, thì nó ăn cái gì? Để cho nó ăn cỏ. Ủa nó đâu tiêu vậy, trời ơi nó đi trong nhà rồi, thằng để mình đâu. Long ơi, Long. Chỗ này có cái gì? Sói. Còn chỗ này. Thỏ hả? Đây đây, ông này là dạy mình khiêu hả? Mình muốn học cái khiêu gì? Trời ơi, quýt quý, trời ơi, giờ nó mới lót. Hóa ra đây là cái làng của mấy người NPC. Giờ sức khỏe của mình thì mình đào được cái quặng này nó cho mình 2.000 đồng. Nói chung là lại đây nhận mấy cái quét đó. QSW con này nó kém thiệt. Bên này là cái gì? Này dạng teleport. Chả có cái gì ở đây đáng chú ý luôn. Nói chung là một cái làng rất là nhỏ thôi. Thợ rèn anh bán cái gì đây? Bán cá khô, đồ ba cái đồ khô. Ủa? Bên này là nguyên cái đồng ruộng của ai luôn đây? Nói chuyện thôi. Hai mươi hai thịt. Mình để số 2. Hai mươi cái bông gì đó. Cái gì? Cái này là cái gì? Lo cút đó. Anh là cheater nên anh cái gì cũng có cho nó. Nhanh không? Thấy anh em có tiền là có quyền lực rồi thấy không? Mấy thằng này thì nó dễ hơn. Này 13 hả? Đây 50 luôn đi. Thằng kia 14 còn ngồi với nó kìa. Cái lãng này đông vậy đó hả? Anh bắt về hết. Làm đệ của anh nuôi.
Đệ tứ, thôi ra ra đệ tứ ngày đi ngủ không? Một cái món đồ, leather handmade. Cái mũ là bằng da. Cái này về chế cũng dễ. Đây nè. Hả? Hình như là chế lộn cái mũ lớn này. Nó xài cái mũ nhỏ à. Còn này cần cái gì? Thịt sống. Cái này là cái nhỏ thôi, còn cái này là cái bự rồi. Cái này là cái mũ lớn, cái mũ nhỏ, còn cái mũ nào nhỏ hơn nữa không? Tội nghiệp mấy anh quá, đi theo tôi nuôi. Không có cái mũ đó ta. Nè, Cruda Leather Hemel. Ở đây. Đấy. Nhiêu đằng này? Này 16 không? Bảy trăm mét đã đi tới nào rồi, làm con ngựa không mới để con ngựa thì mình hồi nãy là cái gì ta, nhiều dữ à, nổi cái thuốc ngựa thôi mà anh em nhìn nó bao nhiêu cái món này nè. Nhiều đầy đủ chưa ta? Rồi. Trời ơi. Nãy chế con cái mà không biết sao nó ra nhiều dữ gì đâu. Ủa, cái này để cho ngựa ăn chứ đâu phải là bắt được ngựa. Coi kỹ lại cái. Này là cái gì? Một bậy như thế này thì sao mà bắt? Thôi đi về.
dẫn một cái đoàn để nhìn về. Giờ nó mới lên nhạc. Khó nha. Nó quạt hướng nào á mình phải bẻ nó lại hướng đó. Đúng là ghìm dây cương luôn. Rồi xong. Chiếc mã 2. Không có cái yên hả? Không có cái yên thì lại chỉnh ra tiếp. Đây, cái này đi cho nó đẹp. Ơi mình gọi được con ngựa lúc nào. Đâu có thấy con nào đâu. Tụi bay đi gái. Vãi lên bờ 120. Con này đi theo chậm. Cưỡi thử con 120 nó nhanh cái nào. Công nhận nhanh thiệt. Cưỡi ngựa nó cũng lên cấp luôn. Ủa đúng đường không vậy? Ừ đúng mà. Rồi mấy anh kia nó gớt lại bển này. Rồi, ngựa tự mình bắt là vẫn là hơn. Thực ra con kia cũng đâu có nhanh hơn con này bao nhiêu đâu. Rồi bây giờ mấy cái thành lớn lớn là mình có thể công nó được rồi đó. Mình cứ ra lệnh cho nó về thôi. Đang cưỡi ngựa nên là không có tay tay vọt được.
Chơi, con nai này nó gan. Nó chạy rồi. Tha đi. Để ra đường nào chưa? 3 trên 20. Tình trạng rất là thoải mái. Còn bầy thỏ của mình 3 trên 30 cũng rất là thoải mái luôn. Nhưng mà nó không chịu đẻ. Rồi thôi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Coi như là cũng có một tí thành tựu rồi đó. Mặc dù là chơi gọi đồ rồi không à. Còn anh em chơi bình thường là chắc cũng khoảng mười mấy 20 giờ chơi mới được nhiêu đây á. Dàn binh đứng như thế này à. Ngược hướng rồi, quay mặt qua đây chụp tấm hình ơi. Ê, ê, ê. À quên, đây có cầu thang mà. Ủa? Từ 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 từ. Cưỡi ngựa trong game này nó khó như lái xe lắm. Quy củ đàng hoàng đó nhanh ha. Rồi, làm tấm hình như thế này được rồi. Rồi thôi, hôm nay ngừng đây thôi. Có thời gian chơi tiếp game này. Mày muốn cái này là mới có khoảng là 10% đầu game thôi đó. Thậm chí chưa được 10% đâu. Sau này anh em có lên cái gui đầu rồi, quản lý rồi, tuyển chọn lính đầu thì nó thêm một mớ nữa. Như thế này chỉ là mở màn thôi.